เอทัปปัสสัทธิมังโลคัมจิตังราจันติังวิจาตังHãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ, lụa đào gấm hương. Mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản, thấy đường như không. Và đó là bộ thơ của Thượng Tọa. Ê tha bát sa thì mang lô khâm chỉ tăng ra cha ra thủ ba mừng và tha ba la quỳ sĩ đăng ti na thi sanh gu quỳ cha na tân Ê tha bát sa thì mang lô khâm chỉ tăng ra cha ra thủ ba mừng và tha ba la quy say đan ti na thi sân cô quy cha na tân Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới thăm đắm, kẻ trí nào đắm say. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ, lụa đào gấm hương. Mê nhân chỉ sững bên đường, trí nhân thanh thản, thấy đường như không. Và con đã đọc xong và kể có khúc cú số 171. Và chắc là không cũng thấy thì chắc là chị kính mời chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin đạo tràng. Dạ, cảm ơn Mr. Dạ, con từ mẫn. Con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Pháp Tính và cùng Đại Đức Tịnh Tính Đạt. Dạ. Dạ, con kính chào Bình Vastana và quý sister và quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài một câu 171. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh con? Dạ, xa thủ. Tapas sa ti mang lo kang chit tang ra ya ra tu ba mang ya ta ba la vi si dang ti nak ti sang go vi ya na tang Tapas sa ti mang lo kang chit tang ra ya ra tu ba mang ya ta ba la vi si dang ti nak ti sang go vi ya na tang Tapasa ti mang lo kang chit tang ra ya ra tu ba mang yak ta ba la vi si dang ti nak ti sang go vi ya na tang Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ lụa đào gấm hương. Mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy đường như không. Hòa Thượng Giới Đức.
Hệt thả phát xa thì măng lâu căng, chít tăng ra gia ra thu ba măng. Giặc thả ba la hủy si đăng ti, nạc thi sang gô vi gia na tăng. Hệt thả phát xa thì măng lô căng, chít tăng ra gia ra thu ba măng. Giặc thả ba la hủy si đăng ti, nạc thi sang gô vi gia na tăng. À thả phát xa thì măng lô căng, chít tăng ra gia ra thu ba măng. Giặc tha ba la vì si đăng ti, nát thi sang gô vi gia na tăng. Ê tha phát xa thì măng lô căng, chỉ tăng ra gia ra thù ba măng. Giác tha ba la vi si đăng ti, nạc thi sang gô vi gia na tăng. Ê tha phát xa thi măng lô căng, chỉ tăng ra gia ra thù ba măng. Giác tha ba la vi si đăng ti, nạc thi sang gô vi già na tăng. Ê tha phật xa thi măng lô căng, chỉ tăng ra gia ra thù ba măng. Giác tha ba la si vi si đăng tì, nạc thi sang gô vi già na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Hòa thượng Thích Minh Châu. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ lụa đào gấm hương. Mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Hòa thượng Giới Đức. Và một lần nữa, từ mẫn thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Dạ, con đã đọc xong bài kệ 171, con kính mời quý sister tiếp theo ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, con xin xuống. Ô, sao kỳ vậy ta? Lóc rồi. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Kính, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 171. Ê tháp bát xá thí măng lô cằn, chít tăng ra chá rá thu phá măng. Giá thá ba la quý si đàn tí, nát thí sang vô quý cha ná tăng. Ê thá bát xá thí măng lô cằn, chít tăng ra chá rá thu phá măng. Giác tha ba la quý si đàn tí, nát thí sang gô quý cha ná tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy,
Người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian đẹp đẽ biết xiết bao, long xa mỹ lệ lụa đào gấm hương. Mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản, thấy dường như không. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe pháp đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sức Nhật Quỳnh. Dạ, mến mời Xu Khá. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Đình, cô Giảng Đông. Dạ, con cảm ơn cô nghe pháp. Nam mô Bụt Tha ra, Nam mô Tham Ma ra, Nam mô Sang Kha ra. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 171. Ethapasati nang mang so kang lo kang chức tăng gia chác gia thù ba mang jata ba la vi si đàn tina thi sang go vi cha na tăng ethapasati mang lo kang chức tăng gia chác gia thù ba mang Jatha bà là quý sĩ đàn tina thi sang gồ quý trà la tăng. E tháp bát sa thi mằng lô càng chi tăng già cha già thù ba mằng. Jatha bà là quý sĩ đàn tina thi sang gồ quý trà la tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy. Người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính mời cô Nhật Huỳnh lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Xin kể cho kinh pháp cú số 171. Ê tha ba sa tì năng lô căng chi tăng ra cha là thu ba măng dạ tha ba la vì si đăng ti nát thi sang gô vì cha na tăng ta ba sa thì năng lô căng chi tăng ra cha là thu ba măng dạ tha ba la vì si đăng tí nát thi sang gô vì cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê tha ba sanh thì năng lô căng chi tăng ra cha là thu ba măng dạ tha ba la vì si đăng tí nát thi sanh vô vì cha na tăng. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ lụa đào gấm hương. Mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong, xin gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Xích Trần Đạo. Và cảm ơn Thích Trang Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, cảm ơn Trần Đạo.
Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ hướng dẫn cho chúng con. Ôn bài Pháp Cú Kinh số 171. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Trần Đạo Xu Khá Anh Đúc Khá. Cùng nghe Pháp Xích Từ Mẫn Xích Tâm Phương. Quỳnh Quách Thanh Lá Cô Ái Minh Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, hôm nay đạo tràng rất là ấm áp. Dạ, rất kính tri ân tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu Pháp Cú Kinh số 172 sẽ được Đại Đức Tịnh Đạt thuyết giảng ngày hôm nay. Dạ, con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo giải đời, nhằm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp mà 45 hạ gia vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tội mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 172. Sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, Tịnh Đạt xin đảnh lễ chư Đại Đức Tăng Ni cùng chư quý Phật tử hiện diện trong room kênh Pháp Cú chuyên đề tối hôm nay. Để trước khi vào cái thời chia sẻ Phật Pháp tối hôm nay, xin được đảnh lễ Phan Ngôi Tâm Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi. Dạ, xin một lần nữa kính đảnh lễ chư Tăng Ni cùng với chư Phật tử tối hôm nay.
ngày 10 tháng 1 năm 2020 là thời chia sẻ Phật pháp thường lệ. Và đêm hôm nay room Pháp Cú Kinh chuyên đề sẽ tìm hiểu từ vựng và tích truyện duyên sự của Pháp Cú 172. Câu Pháp Cú 172 được trình bày như sau. Yo cha bố pe pa ma chi toa pa cha so na so mang lo kang ba pa se ti a pa mu to va chan di ma. Ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chổi sáng rực đời, trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và người nào trước đây buông lung, về sau không buông lung, người ấy chiếu sáng thế gian này, tựa như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Lời dịch văn xuôi của Ngài Indachanda Chánh Thân. Kính thưa quý vị, câu kệ ngôn Pháp Cú này được phân tích từ vựng Pali. Vô cha búp bê pa ma chi toa, có nghĩa là và người nào trước đây buông lung. Búp bê được chia theo ngữ cách định sở cách, bắt nguồn từ căn gốc là búp bá, trung tánh, có nghĩa là trước đây, trước kia, trong quá khứ. Pamachitoa được hình thành từ căn động từ madati cộng với tiếp ngữ bá và quá khứ phân từ tòa, này là thủ truyền động thể giá cộng y tòa, có nghĩa là buông lung biến nhát. Pacha so nappa macchati, có nghĩa là về sau không buông lung. Bất cha, về sau hay là trong tương lai, đối lập lại với cái từ búp bắp hoặc là búp bê. Nắp bắt chặt tí cũng bắt nguồn từ căn động từ má đặt tí cộng với tiếp viên ngữ bắt, và thêm một cái tiếp vị ngữ nói lên cái ý nghĩa là đối lập hoặc là không không có buông lung, không có biến nhát. So ý mang lô căng papa se tí Appa Mutto Va Chandima, có nghĩa là người ấy chiếu sáng thế gian này tựa như mây, tựa như trăng, mặt trăng thoát khỏi đám mây che. Puppa Se Tí có căn động từ Pa Tí cộng với tiếp động ngữ Pa, có nghĩa là chiếu sáng, chói sáng, rực rỡ. Appa là đám mây, xuất xứ cách từ đám mây.
Mút tô đã thoát khỏi, đó là quá khứ phân từ của từ mút chật tí. Chanh đi ma có nghĩa là mặt trăng. Chanh đi ma nghĩa là mặt trăng. Như vậy là phân tích từ vựng Pali theo quyển Kinh Pháp Cú của Đại Đức Đức Hiền biên soạn. Một lần nữa, nghĩa của câu Pháp Cú 172: ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che. Hoặc là bản dịch của Ngài Giới Đức: trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hướng bờ giác xa. Đưa tay vén đám mây qua, vầng trăng ló dạng, nguy nga hạ huyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trong câu Pháp Cú hôm nay, thưa quý vị, có một duyên sự cũng khá là thú vị. Cái duyên sự này ít được nhắc đến, ít được đề cập đến và ít được dẫn chứng trong cái thời Pháp hay là sự chia sẻ Phật Pháp của Chư Tăng Ni. Câu Pháp Cú này được Đức Thế Tôn đề cập đến vị tỳ khưu trưởng lão Sammacchana khi Ngài tự ngự tại chùa Kỳ Viên Chetavana Vihara. Tịnh Đạt có thử tìm ở trên quyển Pali Proper Name, thì cái từ Đại Đức Sammacchana không được tìm thấy. Như vậy chứng tỏ là cái vị này ít có được nhắc tới, và chắc có lẽ là chỉ trong trường hợp này mà thôi. Vị Sammacchana này xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật. Vị này có một cái hạnh rất là đặc biệt. Mà nếu cái hạnh đặc biệt này trong cái thời hiện tại của chúng ta đó, một cái vị xuất gia có cái hạnh này phải nói rất là đáng quý. Có nghĩa là khi vị trưởng lão Sammacchana xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật, vị này rất là thích làm công quả, thưa quý vị. Rất thích làm công việc chùa, làm công việc dọn dẹp, quét rác, dọn dẹp vệ sinh trong khắp cái tịnh xá, trong chánh điện, trong phòng ăn, rồi ngoài cổng, rồi xung quanh tịnh thất. Và vị này đặc biệt một cái chỗ đó là dọn dẹp vệ sinh, làm các cái công quả như vậy không kể thời gian, sáng trưa chiều tối, chỉ trừ cái thời gian đi khất thực. Còn lại vị này rất là siêng năng, rất là siêng năng trong cái việc dọn dẹp vệ sinh, săn sóc tự viện cho được chu đáo, sạch sẽ, là một cảnh quan rất là tốt. Một cái hành rất là đặc biệt, nhưng mà bị kẹt một cái chỗ đó là cái vị này hay cái dòm ngó, làm công đức, làm công quả, nhưng mà có cái tâm để ý xung quanh. Thí dụ như vị này ở một mình đi, ở một mình một cái tỉnh thất, ở một mình một cái ngôi chùa, mà vị này dọn vệ sinh như vậy, chắc có thể vị này được quần chúng, đông đảo hội chúng rất là yêu mến.
bởi vì có một cái hạnh rất là siêng năng. Nhưng mà khi ở chung tập thể đó thì cái tính siêng năng này lại đi kèm với cái tâm dòm ngó, để ý, khen chê. Mà ngay cái lúc thời điểm vị này, thời điểm thời kỳ Đức Phật đó, thì các vị thánh tăng rất là nhiều, mà vị này khen chê nhằm các vị thánh tăng, cụ thể là Đại Đức Revata, trưởng lão Sammachana dọn dẹp xung quanh tịnh thất của Đại Đức Revata, quan sát thấy Đại Đức này chỉ có biết hành thiền thôi, hay là đi kinh hành, hay là làm những cái việc rất là riêng tư, không có săn sóc siêng năng như là bản thân Đại Đức trưởng lão Sammachana. Chính vì cái tâm dòm ngó và so sánh khen chê như vậy đó, nó làm cho vị trưởng lão Sammachana này bị vướng mắc và khó chịu. Làm công đức mà có cái tâm khó chịu như vậy á, thì thực sự ra thì công đức nó không không có quả báo thù thắng. Mà không những để ý quan sát khen chê ở trong bồng ở trong bụng, mà còn nói lầm thầm, nói thì thầm, nói to nhỏ cố ý cho người ta nghe, nói nhỏ mà cố ý cho người ta nghe. Cái ngài trưởng lão Revata, ngài nghe được, ngài biết được cái suy nghĩ đó, ngài mới rầy, ngài mới kêu trưởng lão Samajati, mình kêu đại đức đi. Ở đây thật sự ra thì cũng không có cái sự giải thích nào về cái vị Samachana này là xuất gia bao nhiêu tuổi, bao nhiêu hạ. Đại đức Samachana, ngài Revata gọi đại đức Samachana lại và dạy đạo. Mà trước khi dạy đạo như vậy thì ngài Revata không hiểu lý do tại sao ở trong đây lại ghi là đại đức hãy đi tắm đi rồi hãy quay lại đây để học đạo. Chắc có thể là đang cái lúc mà vị này đại đức Sammacchana dọn dẹp vệ sinh đó, thì mồ hôi mồ kê rồi bụi bặm rất là nhiều, cho nên không có đủ cái thích hợp để mà học đạo, cho nên ngài Revata ngày mới kêu đi tắm, đi thay y phục cho sạch sẽ. Thì sau khi tắm xong sạch sẽ y phục thì đến gặp trưởng lão Revata. Ngài trưởng lão Revata mới bảo là: này hành giả, lẽ thường vị tỳ khưu cứ cầm chổi quét suốt ngày là điều không hợp lẽ. Vị tỳ khưu chỉ nên quét dọn vào buổi sáng, xong đi khất thực. Khi về đến tịnh xá, ngồi vào chỗ ban ngày hay chỗ ban đêm để tâm quan sát về 32 thể trược, để thấy được sự sanh diệt của thân này. Vào buổi chiều đó thì quét dọn tịnh xá, đó là hợp lẽ. Tỳ khưu cho nên quét suốt cả ngày, mà hãy dành thời gian tạo lợi ích cho bản thân. Không biết quý vị có thắc mắc cái chỗ này như giống như là Tịnh Đạt thắc mắc hay không? Nếu như mà ở chùa đó quý vị có một cái vị xuất gia mà siêng năng như thế này, chắc bản thân Tịnh Đạt cũng không có siêng đến độ bằng cái vị này, và cũng không thể nào khuyên vị này đừng có làm như vậy. Bởi vì cái siêng năng cần cù nó rất là hiếm, rất là khó để mà phát sinh trong cái để mà có trong một cái người, nhất là người xuất gia, mà ngài Revata ngài lại khuyên như vậy.
Ngài khuyên là làm quét dọn vệ sinh suốt cả ngày thì không có thích hợp đối với một vị tỳ khưu, một vị xuất gia, mà hãy dành nhiều thời gian để mà hành thiền, để mà quán sát thân thể trược, để mà tu hành. Nhưng mà ngài đại trưởng lão Sammachana này thì một vị có lẽ là rất là dễ dại, sau khi nghe lời giáo huấn của ngài Revata đó thì đã làm theo và thật hạnh phúc thay vị Sammachana này đã chứng đắc quả vị A La Hán quả. Cũng rất là may mắn có một cái vị thầy, một cái vị chỉ dạy cho đúng hợp đã đạo trong công việc thường ngày, và cuối cùng là quả lành đã tới, ngài đại đức Sammachana đã chứng đắc và vị tối tối cao nhất của một vị sa môn là vào vị A La Hán. Và sau khi cái vị đại đức Sammachana này ngưng cái việc dọn dẹp vệ sinh siêng năng đó, ngưng cái việc siêng năng của mình đó, thì rác lá cây đồ mọi thứ không có ai dọn dẹp, nó dồn ứ động lại. Các vị khác thì mới đầu, các vị chư tăng khác cái bắt đầu nhìn, nhìn các vị nói sao lúc trước siêng mà bây giờ hết siêng rồi, bây giờ lúc trước sáng quét, trưa quét, chiều quét, khi tối thậm chí tối cũng quét nữa mà bây giờ sao hết siêng rồi. Có vẻ là hơi trách móc. Cái vị đại đức Sammachana này lúc bấy giờ đã là một vị thánh tăng. Vì đó thưa một cái câu rất là nhẹ nhàng: thưa chư hiền, trước đây tôi đã quét rác trong lúc dễ vui, nhưng bây giờ tôi không còn dễ vui quét rác nữa. Trước đây tôi đã quét rác trong lúc dễ vui, tức là làm công quả, làm công đức mà cái tâm nó không có trong sạch, cái tâm nó bị lợn cợn bởi cái sự dòm ngó, bởi cái sự khen chê, bởi cái sự không có chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ á, không còn dễ vui, không còn dễ vui nữa. Thì đối với một cái người chưa đứng chứng đắc đạo quả, đối với vị nghe câu này thì nghĩ rằng cái vị đại đức Sammachana này đang khoe, đang khoe phạm hạnh của mình, đang khoe cái sự tu hành đạt kết quả của mình. Và trong giới luật ở đó có một cái điều rất là quan trọng, đó là khoe khoang pháp cao nhân. Thì các vị tỳ khưu xung quanh đó mới trình lên Đức Phật về cái sự kiện này. Thì Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận một lần nữa để cho các vị tỳ khưu xung quanh được biết và không có sự nghi ngờ bởi câu nói không có mấy là rõ ràng. Thì Đức Phật ngài mới xác nhận như thế này: này các tỳ khưu, thật vậy, trước kia con của Như Lai đã cầm chổi quét trong lúc dễ vui, nhưng bây giờ đây con của Như Lai không còn làm như thế nữa, đã đình chỉ sống an lạc phát sanh từ đạo quả. Rồi Đức Phật ngài mới nói lên cái câu kệ ngôn 172: Yo cha bo pe ba ma chi to ba cha so na pa ma cha ti so mang lo kang ba pa se ti a pa mu to wa chan di ma. Ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chối sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đấy là những phần phân tích Pali từ vựng và ý nghĩa duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú 172.
Và tiếp theo đây là sự chia sẻ những cái hiểu biết qua thông qua câu pháp cú 172 này. Nội dung của cái kệ ngôn 172 khi mà chúng ta đọc qua, chúng ta cũng đã nắm được phần nào ý nghĩa. Nói về hai cái vấn đề chính, đó là buông lung hay là phóng dật. Cái từ pamacitto đó, nó cũng giống như là nó cũng cùng với ca appamattina. Appamattina, appamattina là sự phóng dật buông lung và sự không có phóng dật buông lung. Cũng giống như là khi Phật tử sinh tam quy và ngũ giới hay là bát quan trế giới thì chư tăng sẽ kết thúc bằng một cái câu nhắc nhở, một cái câu sắp tấn như thế này: Imani panchasikha padani satukang katoa appamadena nicchakalang samarakitappang. Chư thiện tín đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải vân giữ hành theo cho được chín chắn, trở nên dễ vui. Cái từ dễ vui, appamadena, trở nên dễ vui là không nên buông lung, không nên phóng dật, để mà gìn giữ giới cho được trong sạch đến trọn đời. Cái sự buông lung phóng dật ở đây, thưa quý vị, quan trọng ngay cả trong cái đời sống hiện tại, đời sống bình nhật. Quay lại cái tích truyện đó thì Đại Đức Sammacana là vị này có siêng năng không? Rất là siêng năng. Có tinh cần không? Rất là tinh cần. Cần cù, cẩn chăm lo cho cái quang cảnh của chùa sạch sẽ, mát mẻ. Một cái điều rất là quý, một cái nết hạnh rất là tốt, thật khó mà tìm được trong cái thời bây giờ. Chịu siêng năng, chịu quán xuyến công việc rất là hiếm cái nết hạnh như vậy. Nhưng mà vị này bị kẹt chỗ là tâm vị này không có cái sự chánh niệm, không có làm việc công đức công quả bằng cái tâm thiện, bằng cái tâm là làm bằng tất cả tấm lòng, mà bằng cái tâm khen chê dòm ngó người khác có làm hay không làm. Và chính cái lý do này đã cản trở Đại Đức Sammacana phát triển và tu hành chánh đạo. Mà chỉ sau khi Ngài Revata, Ngài là vị Thánh Tăng, Ngài hiểu biết về nhân quả, nhân duyên của chúng sanh, Ngài biết cái lỗi lầm, khuyết điểm của Đại Đức Sammacana, Ngài chỉ cái khuyết điểm đó, và cuối cùng thì Đại Đức Sammacana đã đạt được một kết quả rất là tốt đẹp. Cũng như là trong Kinh Pháp Cú có một cái phẩm nói về sự phóng dật, sự không phóng dật. Cái phẩm đó là appamadawakka. Nhân đây thì Tịnh Đạt sẽ nhắc lại: không phóng dật đường sống, phóng là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng như chết rồi. Ai biết, ai rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, không phóng dật, an vui hành bậc thánh. Vua thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Vua thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Vân vân. Sự phóng dật buông lung, nó làm cho những cái công đức, những cái việc
tu thiền, tu tiến, trì giới, tất cả những cái công đức đó đều bị phai mờ, đều bị không có trọn vẹn. Cũng giống như là chúng ta làm việc bố thí mà chúng ta chỉ quan tâm với cái việc sắp xếp làm sao cho chu toàn, làm sao cho đẹp lòng đẹp dạ, làm sao cho chu đáo, mà quên đi khi chúng ta làm công đức bố thí, chúng ta hoan hỷ với cái công đức đó, chúng ta làm với cái tâm làm bằng tất cả cái tấm lòng, và ngay cái lúc làm phước đó chúng ta giữ cái sự an tịnh của tâm, thì ngay lúc đó chúng ta làm công đức bằng với cái tâm là không phóng dật. Cũng giống như là trì giới, nếu mà chúng ta có cái sự phóng dật buông lung hãy vui, dễ hiểu hơn là chúng ta dễ vui, thì cái sự trì giới đó không có được trọn vẹn, dễ bị lấm nhơ, dễ bị ô nhiễm. Nhất là cái giới thứ năm, giới uống rượu. Bởi vì tại sao cái giới uống rượu là cái giới quan trọng nhất trong năm cái ngũ giới? Trong ngũ giới đó là bởi vì lý do là dễ đánh mất bản thân, dễ để tâm dễ vui và cuốn theo cái vui thích vui đùa, mà dẫn đến làm các cái việc không thích đáng. Cho nên cái giới thứ năm là giới quan trọng nhất, làm giữ cho tâm được sự bình tĩnh, cái sự an tịnh để mà gìn giữ trì giới cho được trong sạch. Và cũng như là cái sự hành thiền, tu thiền an tịnh tâm, tu thiền chỉ, tu thiền quán, thì cái việc giữ tâm không có bị buông lung phóng dật, nó quan trọng cực kỳ để phát triển cái sự chánh niệm, cái sự tỉnh giác, theo dõi đề mục. Nếu trong lúc hành thiền, tâm của chúng ta bị bấn loạn, tâm của chúng ta chạy theo các cái đề mục bên ngoài, chạy theo cái dòng suy nghĩ, thì cuối cùng cái việc hành thiền của chúng ta chỉ mất thời gian. Cho nên cái việc giữ tâm không phóng dật, không có dễ vui, nó quan trọng cực kỳ. Nó quan trọng đến nỗi mà một cái hành động cụ thể là Đại Đức Sammacchana đã làm rất là nhiều các công đức, nhưng mà thiếu cái sự chánh niệm tỉnh giác, tức là vị này làm việc với cái tâm không có sự thức tỉnh, làm việc với cái tâm dễ vui, làm việc với cái tâm phóng túng, cho nên kết quả vị này không có được như mong muốn. Và chỉ khi không còn cái sự dễ vui phóng túng đó, vị này tuy là không còn quét dọn siêng năng như ngày trước nữa, nhưng những việc vị này làm đều có một kết quả cao thượng. Chối sáng rực đời này như trăng thoát mây che là một hình ảnh ví dụ của một vị sẵn sàng thực hành chánh pháp, một vị sẵn sàng xuất gia để mà tu hành, nhưng bởi vì không hiểu rõ con đường, nhưng do bởi vì là tâm không có được trong sạch, không có được dọn dẹp, giống như là ánh trăng sáng, ánh trăng sáng vẫn còn đó, ánh trăng sáng vẫn tiếp tục soi sáng thế gian, nhưng bởi vì do áng mây
che mờ nên chúng ta khó có thể thấy được ánh sáng trăng. Và khi áng mây đó không còn nữa thì ánh sáng trăng tỏa sáng khắp muôn loài, rực sáng ở thế gian này, cũng giống như là một vị xuất gia, một vị đã chứng đắc đạo quả cao nhất là A-la-hán, thoát mọi cái phiền não kiết sử, cũng giống như là ánh trăng được chiếu sáng ở thế gian này không bị mây che mờ. Đó là một hình ảnh ví dụ cho những vị, cho những người nào sống ở trong đời này, sống ở trong ngay hiện tại này, làm các công đức trì giới và tu thiền, có thể hạn chế và khắc phục tâm ý, không có để buông lung, không có để phóng dật và không có để dễ vui trong các thiện pháp. Sự phóng dật, sự buông lung, sự dễ vui thì chúng ta khó có thể nói hết cái tác hại của nó. Quý vị không biết có trường hợp là khi quý vị tụng đọc kinh đó, tụng kinh sáng, tụng kinh chiều hay là tụng kinh phút chúc, hay ngay cả là quý vị thuộc một bài thơ chẳng hạn, mà chúng ta làm theo thói quen, không có cái sự chú tâm đó, thì cái kết quả của kinh đó, kết quả của cái ý nghĩa đó đã mất rồi. Mà đôi khi á, nó lại lạc đề và nó làm cho chúng ta không có liên tục, không có hòa với lại các vị khác. Cái dễ vui phóng dật ở đây á, nó từng chút thưa quý vị, từng ngày một, từng công việc nhỏ chúng ta dễ vui, giống như chúng ta leo rào vậy đó, chúng ta lấn lề vậy đó, một ngày một ít, một ngày một ít, rồi cái một ngày một ít đó nó gom lại, nó tích tụ, nó làm cho chúng ta thành một cái thói quen, làm cho chúng ta thành một cái tật. Cũng giống như là đơn giản như cái việc sinh hoạt hàng ngày, chúng ta ăn xong, chúng ta không có dọn dẹp liền, không có rửa chén dĩa liền, mà chúng ta để đó. Đó là một, cũng là một cái hình thức của dễ vui, lười biếng, biếng nhác. Khi chúng ta tắm giặt mà chúng ta không chịu giặt liền, chúng ta để đó, thì cũng là một cái hình thức dễ vui. Và từ cái dễ vui nhỏ như vậy đó, từ cái dễ vui nhỏ như vậy đó, nó tích tụ, nó quân tập, nó thành cho chúng ta thành một cái thói quen xấu, một cái thói quen xấu. Và cái thói quen xấu đó nó làm phiền lòng những người xung quanh, nó làm cho công việc, cho cái nơi chúng ta ở nó không có được gọn gàng chu đáo. Đó là cái tác hại của cái việc mà chúng ta tạo cái thói quen xấu bởi cái sự dễ vui buông lung. Đó là trong cái sinh hoạt hàng ngày. Còn cái việc mà tạo thói quen xấu của cái sự dễ vui buông lung, lười biếng, biếng nhác trong học pháp, hành pháp thì nó còn tác hại to lớn hơn nữa. Bởi vì từ cái việc nhỏ nó tầm thành thói quen, từ cái thói quen nó thành cái tật, mà cái đó thì khó sửa đổi lắm, khó sửa đổi. Như bản thân Tịnh Đạt có một cái tật mà cố gắng sửa hoài cũng chưa có sửa được, nó là thích uống trà, thích uống trà mà làm biếng rửa bình trà, cứ uống xong rồi cứ để đó, hoặc là uống sữa làm biếng rửa ly, uống xong thì đi uống trà ké rất là thích, qua phòng các huynh đệ kế bên
uống trà ké thích lắm, nhưng uống xong mình về mình đâu có trách nhiệm, uống trà ké mà. Còn mà uống trong phòng á, thì cũng có bình trà, cũng có đầy đủ bộ trà ly tách, cũng mua bình này bình nọ, nhưng mà lười uống lắm. Chứ là uống xong rồi mới đi để đó không có rửa, chừng nào cái cần uống nữa cái mới đầu đi, mới đầu đi rửa đi uống. Đó là một cái tật à, đó là một cái tật mà cần phải sửa đổi, mà sửa hoài chưa được. Có thể thấy là cái việc mà chúng ta sửa đổi cái tật đó, cái thói quen xấu đó, tuy là cái thói quen nó không có hại ai, nó không hại bản thân, nó không hại người xung quanh, nó không hại đến xã hội, nhưng mà cái tật đó đôi khi nó làm cho cuộc sống của chúng ta bị phiền phiền lòng và không có được vui vẻ. Ở đây thì sẽ nói hơi lạc đề xa một chút xíu, đó là ở xứ đang ở là ở tỉnh Bình Phước, ở tỉnh huyện xã, cái việc mà đổ rác thưa quý vị nó không có như là ở ở thành phố, ở có nơi có chỗ. Ở đây thì đất rộng người thưa cho nên họ có cái ý thức xả rác rất là tệ, mà thành một cái thói quen, một cái tật rất là xấu. Khi mà cầm rác ra ngoài đổ đó thì họ không có bỏ nơi quy định, mà kể cả họ cầm đi đổ rác nơi quy định đó, họ không bỏ vào thùng, mà khi bỏ vào thùng họ cũng không dừng xe lại mà để họ để cho nó ngay ngắn, mà họ đi ngang họ thảy giống như tung hứng vậy đó. Đó là một cái thói quen, và khi mà cái việc đó nó cái tật đó nó sẽ gây phiền lòng, phiền hà đến cái người xung quanh, nhất là cái quang cảnh, cảnh quan môi trường. Để cái đó muốn minh chứng một cái điều, đó là cái tật về cái lười biếng biếng nhác mà trong đạo mình đó là cái từ phóng dật hay buông lung, trong cái đời sống mình bắt gặp rất là nhiều. Ngay bản thân của mỗi người chúng ta đều đều có cái tật hết, và nó bắt nguồn từ cái dễ du buông lung này ra. Chúng ta cho phép đó, chúng ta tự cho phép mình có cái tật đó. Mà thật ra thì cái việc mà sửa đổi cái tật đó nó không có quá là khó, và nó không mất thời gian. Cũng giống như là đọc sách, đọc vở, viết sách, hay là chúng ta sửa soạn một cái món đồ xong rồi chúng ta dẹp vô lại, thì cái thời gian mà chúng ta dẹp vô đó nó tầm khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Nhưng mà chúng ta không làm, chúng ta cứ để đó, để đó, để đó, để đó, thì chúng ta sẽ mất một ngày để chúng ta dẹp cái đống để đó. Giống như đồ chúng ta mặc mà không giặt liền, cứ để đó, để đó, để đó, thì chúng ta sẽ mất một buổi để chúng ta xử lý. Mà trong khi đó thì cái thời gian chúng ta xử lý liền thì nó không có quá là nhiều. Đó là cái mà sư muốn dẫn chứng trong cái việc sinh hoạt hàng ngày. Còn cái việc tu á, nó còn chi ly, mà nó còn tế nhị hơn, trong cái việc mà để làm sao để mà không có bị cái tật dễ vui, không có cái tật buông lung như thế này. Ở quý vị ở trên ở ở ở ở tại tứ gia đó, thì không không biết là cái quý vị có thức dậy buổi sáng đốt nhang bằng Phật hay là tụng kinh sinh giới, buổi chiều có làm như vậy hay không. Nếu quý vị làm như vậy thì thật sự là một cái lời sa thú rất là tốt, một cái thói quen rất là tốt. Còn riêng ở trong chùa, đối với quý vị là các sư, các quý cô chú, mấy chú tiểu đó, thì phải làm các công việc đó. Mình dùng từ phải là đôi khi mình thiệt, đôi khi nó cũng mệt, mà đôi khi mình cũng không có mệt lắm mà mình nói mình mệt thôi. Đó thì nó đấu tranh tư tưởng làm cho mình
không có cái sự tụng kinh niệm Phật thường xuyên và tu thiền mỗi ngày. À, cái đó còn công việc còn thấy được, còn nghĩ được, còn như là khi mà chúng ta đã vào cái công việc tu hành rồi đó, giống như là làm công đức rồi đó, đã vào cái công đức rồi đó, đã vào cái bước để chuẩn bị để mà làm đó, giống như là đã chuẩn bị để bố thí rồi, đã chuẩn bị để thọ trì tam quy ngũ giới và đứng trước cái tình huống là phải thọ trì, phải giữ giới đó, giống như là giới sát sanh, trộm cắp, rồi tà dâm, nói dối, uống rượu, đứng trước cái tình huống đó là chúng ta phải giữ cái tâm thật là bình tĩnh. À, thật là bình tĩnh, mà bình tĩnh đây nó đồng nghĩa với chánh niệm đó quý vị. Giữ tâm bình tĩnh không có dễ vui thì chúng ta mới giữ được cái giới đó, mà cũng giống như là chúng ta đang vào một cái quy trình bắt đầu cho cái việc hành thiền, hoặc là đang trong cái giờ hành thiền. À, cái chúng ta cảm thấy đau nhất, cái chúng ta cảm thấy khát, cái chúng ta cảm thấy muốn đi vệ sinh, cái chúng ta cảm thấy hơi nóng, chúng ta cảm thấy hơi lạnh, chúng ta cảm thấy không thoải mái. Và ngay trong lúc đó đó thì cái sự giữ tâm bình tĩnh để mà giải quyết tình huống, đừng để cho tâm dễ vui buông lung phóng dật, thì trước cái tình huống đó cái sự giữ tâm không có phóng dật buông lung dễ vui nó quan trọng. Nếu chúng ta không giữ được, không có bình tĩnh được á, thì chúng ta sẽ thất bại. Mà thất bại ở đây là không phải là chúng ta hư, chúng ta xấu, mà thất bại ở đây là chúng ta không vượt qua bản thân mình được. Không vượt qua bản thân mình được. Giống như trong cái việc trì giới, nhất là cái việc quý Phật tử hay có cái đổ thừa bên ngoài là phải tiệc tùng, phải như thế này như thế nọ, đám tiệc với lại xã hội đó, phải giữ bốn giới thôi, hoặc là bốn giới rưỡi thôi. Chỉ có ông Dượng, ông giữ bốn giới rưỡi à, ông cũng mới mất rồi năm ngoái. Ông nói tôi giữ bốn giới rưỡi à, chứ không được năm giới. Nói sao bốn giới rưỡi? Ông nói tôi là bình thường là phải có rượu, ăn cơm một mình cũng phải có rượu, nhưng mà tôi đi chùa là tôi không uống, không uống giọt nào hết á. À, bốn giới kia tôi giữ được, mà riêng cái giới uống rượu là ở tôi giữ không được, nhưng vô chùa tôi giữ được. À, vậy ông nói là ông được bốn giới rưỡi. Tức là tự mình dễ vui, thưa quý vị, khi đứng trước cái tình huống là phải thù tạc giảng lai, phải uống để hợp, làm cái hợp đồng để uống để mà vui vẻ trong gia đình, để uống rượu để mà có cái sự vui vẻ trong tình anh em, thì hoặc là uống bởi vì sự khích bác của những cái người bạn bè, thì trong những trường hợp đó, nếu chúng ta là một người dễ dàng nâng chén thì chúng ta đã tự cho mình dễ vui, tự cho mình dễ vui. Thì ngay cái lúc đó đó, cái việc mà quân tập nè, cái việc mà chúng ta mỗi ngày mỗi giờ chúng ta tập thành có thói quen tốt đó, là không dễ vui, không phóng dật, không để tâm bị thua xúc, để bị đương nhiên là chúng lúc nào cũng có lúc thắng lúc thua, lúc thắng lúc thua, lúc mà mình siêng năng, mình tinh tấn đó, thì mình không dễ vui, mình không có làm những cái việc sai. Còn khi mà chúng ta hay yếu chút xíu, hay là chúng ta không khỏe rồi chút xíu, cái là chúng ta hay dễ vui để cho nó, tức là chúng ta không có giữ giới được, thì chính những cái lúc đó đó, nó một ngày một ít. Rồi chúng ta có cái lý do đó, có một ngày một ít ấy, nhiều ngày như vậy, nhiều lâu như vậy, nó mới tạo ra luân hồi, thưa quý vị. Nó mới tạo ra luân hồi. Cái phiền não nó không phải là phiền não ở trên trời rớt xuống hay là ở đâu mà nó tác động mạnh vào chúng ta, mà phiền não
là nó luân hồi, là nó gom từng ngày từng ít một, một ngày một ít một, một ngày một ít. Như là khi mà chúng ta cố tình giữ cái giới uống rượu, giữ hết mức rồi vậy uống nhấp môi, khi mà nhấp môi được chút xíu cái lỡ rồi nhấp môi rồi thôi, không say không về luôn. À, đó là cái dễ vui mà nó còn chừng mực, dễ vui một hồi cái nó hết chừng mực. À, cũng giống như tu thiền vậy đấy, chúng ta đang ngồi thiền, à, nóng quá, đứng dậy bỏ quạt, bật máy lạnh, lạnh quá thôi đi kiếm cái mền uống miếng nước, thôi ngồi quá phải đứng dậy chứ hồi tê chân, bị sơ cứng rồi bị thần kinh tọa. Thôi ngồi nãy giờ cũng tiếng hay tiếng đồng hồ tu nhiều rồi, thôi mình giờ mình xuống mình giải trí chút xíu đi. À, tức là trong cái việc mà chúng ta làm các công đức hay là tu thiền trì giới thì cái việc dễ vui nó len lỏi ở trong đó. Nếu chúng ta không có bình tĩnh, không có chánh niệm thì chúng ta không có phát hiện, và khi không phát hiện thì cái việc dễ vui nó tiếp tục diễn biến, và chính vì cái tiếp tục diễn biến nó từng ngày một nó sẽ tạo ra luân hồi. Đó. Thì câu kinh Pháp Cú này nhìn thì nó dễ hiểu, để hiểu câu kinh Pháp Cú 172 thì rất là dễ, tại vì nói về cái việc là sống không có dễ vui, sống không có buông lung phóng dật, và cái sống không đời sống phóng dật không đời sống phóng dật, quý vị ai trước sống buông lung sau sống không phóng dật là cái thói quen được thay đổi. Trước kia mình như thế này như thế nọ, nhưng mà sau này do cái sự chỉ dạy của chư tăng ni Phật tử bạn đạo hữu, được sự nhắc nhở từ sách tấn, chúng ta sửa đổi cái thói quen đó thì sao cái đời sống của chúng ta không có bị phóng dật buông lung nó chi phối tác động mạnh, thì tự nhiên cái đời sống nó sẽ cải thiện lên, cuộc sống nó sẽ hạnh phúc lên. Và cái điều cốt lõi đó là giống như câu chuyện duyên sự trong câu Pháp Cú này, giống như Đại Đức Sammasana đã chứng đắc đạo quả giải thoát chính nhờ cái sự không có dễ vui phóng dật, chính nhờ không có buông lung quên mình để mà làm các công đức, để làm các thiện sự và để làm cái việc tu thiền quán thân thể trược. Chính nhờ cái việc không buông lung, không phóng dật, không dễ vui, không quên mình mà Đại Đức Sammasana đã chứng đắc đạo quả giải thoát. Và chúng ta là người Phật học Phật thì chúng ta cũng noi gương, và chúng ta cố gắng trong cái trong sinh hoạt này đó, thì chúng ta cố gắng sửa đổi, thay đổi. Trước chúng ta dạy nhưng mà sau chúng ta sẽ sửa đổi dần dần cho thành thói quen tốt. À, thói quen tốt, và cái thói quen tốt đó trong cái việc sinh hoạt hàng ngày đã đành rồi, mà cái thói quen tốt đó còn phải sửa đổi, phải phát triển trong cái việc làm các công đức như là bố thí, trì giới và tu thiền. À, bài chia sẻ Phật pháp qua câu kệ ngôn 172 đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian, xin nguyện cầu công đức phước báo phát sinh chia đến hồi hướng đến thượng tọa, cố thượng tọa tuệ lực, cầu mong cho thượng tọa ở cảnh giới tái sanh nào cũng được cái sự an vui và hướng tâm chánh pháp, và cũng xin chia phước hướng tâm đến đại đức Huệ Niệm vị đang bệnh duyên, cầu mong năng lực phước báo mà chư tăng ni Phật tử đã làm được, nhất là trong room Pháp Cú Kinh chuyên đề, mong đại đức cũng sớm khỏe mạnh và trở lại sinh hoạt cùng với room, và cũng xin dâng công đức này đến chư tăng ni và chư điều đến chư Phật tử, còn mong cho các vị hằng được sự an vui tấn hóa và luôn là những vị bạn hữu trong con đường tu hành giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ kính mời em cô MC Như Quỳnh trở lại với room ạ. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và rất là hoan hỷ được nghe sư giảng dạy cho chúng con cách tu tập để không phải dễ vui. Dạ chúng con một lần nữa thành kính lãnh lễ tri ân sư. Dạ cô nghe pháp có chức máy không, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không, thì kính mời cô tiếp tục nghe. Dạ cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Đặng Đông. Và để râm chúng con tròn đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá.